Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục An toàn giao thông do Phòng Thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên phối hợp cùng Ban An toàn giao thông tỉnh Hưng Yên thực hiện. Sau đây là nội dung chi tiết. Ban An toàn giao thông tỉnh Hưng Yên vừa triển khai kế hoạch tổ chức đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và lễ hội xuân 2023 nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người tham gia giao thông trong dịp vui xuân đón Tết. Theo đó, Ban An toàn giao thông tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân và người tham gia giao thông tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn và thực hiện nghiêm quy định đã uống rượu bia không lái xe, nâng cao năng lực chất lượng dịch vụ vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết và lễ hội xuân năm 2023, đảm bảo thông suốt và an toàn. Lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông tổ chức đợt cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến hết ngày 5 tháng 2 năm 2023. Xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm, tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn các công trình kết cấu hạ tầng giao thông, công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Những ngày qua, nhiều trung tâm đăng kiểm ở các tỉnh thành trên cả nước có số lượng ô tô đến kiểm định tăng đột biến. Nguyên nhân là do một số trung tâm phải đóng cửa vì có sai phạm trong việc kiểm định phương tiện và bị khởi tố. Tuy nhiên, tại Hưng Yên lại có tình trạng ngược lại. Tại 6 trung tâm đăng kiểm ở tỉnh Hưng Yên, hiện nay hầu như đều vắng khách đến đăng kiểm. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 8902S tại xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên. Mỗi ngày, trung bình chỉ có hơn chục xe đến kiểm định. Cùng chung cảnh ngộ, tại các trung tâm đăng kiểm khác, lượng khách cũng khá thưa thớt, mỗi ngày chỉ có từ 8 đến 10 xe đến kiểm định. Trong khi công suất dây chuyền của mỗi trung tâm có thể kiểm định được từ 30 đến 50 xe mỗi ngày. Đa số các xe đến trung tâm đều đủ điều kiện đăng kiểm. Tuy nhiên, cũng có một số ít phương tiện bị phạt nguội, không đủ điều kiện nên bị từ chối đăng kiểm. Trong những ngày qua thì lượng phương tiện đến với trung tâm vẫn cứ bình thường, lưu lượng xe không đông. Đối với những phương tiện mà đạt tiêu chuẩn thì đơn vị vẫn kiểm định và cấp tem cho phương tiện. Đối với những phương tiện mà không đủ tiêu chuẩn thì đơn vị hướng dẫn cho bà con về khắc phục, sửa chữa và đến kiểm định lại. Theo quy định, các phương tiện có thể thực hiện kiểm định ở bất kỳ trung tâm đăng kiểm nào, không nhất thiết phải trong cùng tỉnh. Tuy nhiên, do các tỉnh thành xung quanh Hưng Yên đều có nhiều trung tâm đăng kiểm nên rất khó thu hút xe đến kiểm định. Những ngày này, trên công trường, các dự án giao thông trọng điểm hay tuyến đường huyết mạch, đội ngũ công nhân vẫn hối hả khẩn trương chạy đua với thời gian để phấn đấu hoàn thành các hạng mục nhằm phục vụ nhu cầu đi lại, đảm bảo an toàn giao thông cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội xuân 2023. Và việc đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường vừa khai thác vừa thi công dịp Tết càng được tăng cường. Trong những ngày cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, không khí thi công khẩn trương tại một số công trường, công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên do khối lượng công việc vẫn còn khá nhiều. Tại công trình tỉnh lộ DT387 của đoạn dài 2,8 km trên địa bàn xã Dương Quang, thị xã Mỹ Hào, với quyết tâm hoàn thành phần việc còn lại trước khi nghỉ Tết, các đơn vị đã huy động toàn bộ nhân lực, phương tiện, máy móc tập trung thi công những hạng mục còn lại của dự án. Đến thời điểm này, công tác thi công các hạng mục nền mặt đường, hệ thống thoát nước, hào kỹ thuật, tuy nên ngang đường đang được hoàn thiện. Các điểm nút giao thông thi công đến đâu, triển khai giải phóng mặt đường, khuất làn để thuận lợi cho nhân dân đi lại trong dịp Tết. Trong quá trình thi công thì ngoài việc tiến độ, chất lượng và vấn đề đảm bảo hành lang an toàn giao thông cho bà con đi lại, về cảnh báo ban ngày lẫn ban đêm đều có cái hệ thống biển báo, ban đêm thì có những hệ thống đèn báo chỉ dẫn để cho người tham gia giao thông được thông suốt và được đảm bảo trên tuyến. Đối với dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên hay tuyến trọng điểm đường nối hai cao tốc Hà Nội Hải Phòng với cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình cũng đang được các đơn vị huy động phương tiện, máy móc khẩn trương đẩy nhanh tiến độ. Có phương án tổ chức điều tiết phân luồng giao thông, kịp thời giải tỏa, không để phát sinh ùn tắc kéo dài khi có sự cố về giao thông, nhất là trong thời điểm trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Các đơn vị quản lý dự án giao thông đang đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành dứt điểm từng hạng mục và toàn bộ công trình để phục vụ việc đi lại của nhân dân trong dịp Tết, thực hiện nghiêm chỉnh việc đảm bảo giao thông, an toàn giao thông trong quá trình thi công tại các tuyến đường vừa khai thác vừa thi công.
chuyên mục An toàn giao thông do Phòng Thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên phối hợp cùng Ban An toàn giao thông tỉnh Hưng Yên đến đây xin tạm dừng. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chuyên mục này tuần sau.